Xin chào quý vị các bạn. Cái khu vực này của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long có nhiều cái tác phẩm khá là đẹp nha quý vị nhé. Và mình sẽ báo giá cho quý vị các bạn một số những tác phẩm ở đây. Đây là anh Trần Hiệp của hợp tác xã. Và cái tác phẩm đầu tiên là một cái cây tùng La Hán, nhưng mà lại búp đỏ nha quý vị nhé. Đây là búp búp da màu đỏ hết quý vị nhé. La Hán búp đỏ. Cây này có hoành gốc là 45. Chiều cao là 1m1. Cao 1m1. Tàn là 1m1. Tàn 1m1. Cây này đang giao lưu với anh em là 18 triệu. Đấy, cây tùng La Hán búp đỏ này 18 triệu ấy, cả cái chậu này nữa bao ship. Đây xanh Nam Điền Văn Nhân đây quý vị nhé. Đây một cây Văn Nhân rất đẹp. Đấy. Cây này mà là cây dối thì lại hết nước chấm. Đây chưa cột điện đây quý vị nhé. Cây này cao là 1m2 này. Cao 1m2. Đấy quý vị thấy đây. Vành gốc là 45. Cây này giao lưu với anh em là 5 triệu rưỡi. Đấy, cây xanh Nam Điền dáng Văn Nhân này 5 triệu rưỡi. Cây này rất là đẹp nha quý vị nhé. Đấy, cắt giật rất là nhiều, đấy, có cái tàn đang làm mấy cái tàn rơi, đấy, tàn buông ấy, đấy, rất đẹp. 5 triệu rưỡi bao ship. Đấy, thêm một cây xanh Nam Điền nữa này. Cây Nam Điền cái dáng lão mai. Đấy, cây dáng lão mai. Cây này cao là 1m3 từ mặt chậu lên. Đấy, cao 1m3. Tàn bay là 1m9. Tàn ngang 1m9. Hoành là được 90. Hoành cổ thân này là 90. Cái này giao lưu với anh em là 30 triệu. Đấy, 30 triệu cây xanh Nam Điền này nha quý vị nhé. Dáng lão mai. 30 triệu bao ship. Đấy, rất đẹp. Mà. Mình đang nuôi thêm để cho nó bật lọc ra. À, dạ. Cây khế này đang nuôi tiếp. Một cái mít. Này mít Văn Nhân này quý vị nhé. Cái mít này chiều cao là 1m5. Chiều cao cái mít này là 1m5. Hoành là được 25 cm. Hoành gốc là 25. Cây này giao lưu anh em là 3,5 triệu. Đấy, 3,5 triệu cây mít dáng Văn Nhân rất là cao. Một cây Nam Điền tiếp. Này xanh Nam Điền. Cao nào được 1m1. Cây này cao 1m1. Tàn bay là được 1m5. Tàn ngang 1m5. Đường kính của đo chỗ này nhé. Chỗ này là được 120. Đấy, vành chỗ đấy là 120. Cây này giao lưu anh em 22 triệu cây Nam Điền. Đấy, tác phẩm xanh Nam Điền này 22 triệu. Bên dưới là kiểu xì mật như vậy nhé. Đây, đây là cây sung. Cây sung. Cây sung Văn Nhân nhé. Sung dáng Văn Nhân. Cái sung này mà nếu anh em nào lấy là mình sẽ không gửi chậu, bởi vì chậu nó nặng là hết tiền. Mà. Bó lại gửi cây cho anh em. Đấy, bó gốc chuyển. Cao là 1m2. Cây sung này cao 1m2. Tàn rộng là 1m. Tàn rộng 1m. Cây này giao lưu với anh em là 3 triệu. Đấy. Cây sung Văn Nhân này giá 3 triệu. Đấy. Ở đây có một loạt cây nữa. Loạt sung dáng cao. Cây này cao 1m3. Cây sung này cao 1m3. Tàn ngang 1m5. Hoành ở dưới này cũng được 450. Và hoành gốc 50. Cây này cũng 3,5 triệu không gửi chậu. Đấy, 3,5 triệu. Đấy, không chậu quý vị nhé. Vì cái chậu nó rất là to, vận chuyển nhưng mất nhiều cước. Đấy, các cây sung ở đây đều là vận chuyển gốc là bó hết.
cao là 1,5 m. Cây này cũng cao 1,5 m. Tàn ngang 1,1 m. Tàn ngang 1,1 m. Cây này cũng giao lưu với anh em là 3 triệu. Đấy, 3 triệu cây sung này. Đây là cây Nam Điền. Xanh Nam Điền ôm đá thấm thủy. Cây này giao lưu với anh em là bằng 50 triệu. Đấy, 50 triệu tác phẩm này nhé quý vị. Đấy, làm theo lối cổ. Cao là 1,6 m. Cao 1,6 m. Tí bằng đá thấm thủy. Tàn 1,8 m. Tàn ngang 1,8 m. Chậu dài 1,5 m. Chậu dài 1,5 m. Giá 50 triệu. 50 triệu bao ship. Nó có một đôi nhé quý vị nhé. Ở đây có bộ ba nhưng mà báo từng cây cho quý vị. Bên này cây to hơn này. Cũng là Nam Điền ôm đá thấm thủy. Tán rộng 2,4 m. Tán rộng 2,4 m. Quay kỹ một tí, cao 1,7 m. Cao 1,7 m. Cây này cũng giao lưu với anh em là 50 triệu. Đấy, 50 triệu giống như cây ở bên kia. Đấy. Đây nó thành một đôi nha quý vị nhé. Một đôi. Đây, cây vú sữa này đẹp lắm quý vị ạ. Vú sữa cổ thụ. Cái vú sữa cái vanh cổ thân dưới này được hơn 100. 101 này. Vanh cổ thân là 101. Cây này càng ngày càng đẹp quý vị ạ. Nó ra lá kín tàn thôi. 1,4 m từ mặt chậu lên. Cao 1,4 m từ mặt chậu. Tàn ngang là được 1,9 m. Tàn ngang 1,9 m. Cây này anh em đang báo là 50 triệu. 50 triệu cây vú sữa cổ thụ này như quý vị nhé. Cả chậu này, này còn bao ship nữa. Đấy, cái gốc của nó rất là to. Đấy. 50 triệu bao ship. Cây này mình thấy ngày càng đẹp này. Đây cũng xanh ôm đá. Xanh ôm đá. Đây một cây xanh quê ôm đá này các bạn. Xanh quê quý vị nhé. Đây bệ già khủng khiếp lắm anh em. Năm nay mới là 9 này chúng em. Vâng. Đây mặt chính của nó đây nha quý vị nhé. Đấy, cái thân chính đây. Cao là 1,4 m. Cao 1,4 m. Tàn ngang 1,8 m. Tàn ngang 1,8 m. Hoành là 150. Hoành 150. Nên ra đồng hết rồi, toàn bộ. Vâng. Đây một cây xanh quê rất đẹp. Xanh quê ôm đá. Đang nhiều báo là 55 triệu. 55 triệu cái tác phẩm xanh quê ôm đá này nha quý vị nhé. Video này vừa báo một loạt cái tác phẩm của nhà vườn hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Video xin kết thúc ở đây quý vị nhé.